Vỡ vỏ đâu không? Vỡ cái đấy ở nhà tao quá rồi. Đâm vỡ cái gạch cái là nó tung ngay ngay, nó chết ngay, nó có đi được tí nào đâu. Bảo ngay nó bảo là chết đùm đi sang mất cái đầu đâu. Nó vừa tới này không nào đi này chưa chưa nào gì. Sáng thì tôi nhận cạch cạch hai cái thôi, xong là tự nhiên là nó chết luôn. Đang làm. Bố có đầy hả? Ừ. Ôi trời. Đây một đống. Đây cũng là gì tràn thâu đó. Chuyển ra cũng đi tràn thâu. Ủa nhìn phát biết ngay. Thôi bảo gì kìa? Bảo gì đây? Hôm nào xuống nhà đi ăn cơm. Giật ác nhỉ? Nào mà giật cái gì thì nghe cái quay đầu cái khạch khạch cái là nó tự nhiên nó thế. Thôi luôn. Thôi luôn nên có giật đâu. Thank you.